MC nổi tiếng Thái Lan bất ngờ qua đời sau cơn hen suyễn. Nam MC nổi tiếng kiêm giám đốc điều hành của các Trung Club Media, Thanat Thananichilikun đã qua đời ở tuổi 38 sau khi lên cơn hen suyễn. Mới đây, truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin Nam MC nổi tiếng kiêm giám đốc điều hành của các Trung Club Media, Thanat Thananichilikun đã đột ngột qua đời ở tuổi 38 sau khi lên cơn hen suyễn, cấp tính vào ngày 5 tháng 5. Ngay lập tức, thông tin này khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Rất đông bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn tới Nam MC cũng như gia đình của anh. Thanat Thananichilikun, 38 tuổi, được biết đến với nghệ danh Thanat Cartoon. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành phim hoạt hình, Thanat Thananichilikun bắt đầu sự nghiệp với vai trò người dẫn chương trình Highlight Cartoon 9 cho đến khi được nhiều người biết. Đến với tên gọi Kianut Channel 9 Cartoon và phát hành album Cartoon 9 cùng với Nongman. Ngoài vai trò người dẫn chương trình dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, anh ấy đã tham gia nhiều chương trình khác, chẳng hạn như câu lạc bộ phim hoạt hình ITV trên ITV, 50/50, chương trình trò chơi dành cho trẻ em trên kênh 3, các chương trình tài liệu Clangvania và Kỳ quan động vật, chương trình ca nhạc quốc tế DJ đài phát thanh MET107 của MCLT. Thanat Thananichilikun có học vấn khủng khi tốt nghiệp cử nhân thương mại và kế toán tại trường đại học danh giá hàng đầu Thái Lan, Chulalongkorn. Bên cạnh đó, anh còn xuất sắc lấy được 2 bằng thạc sĩ từ 2 ngôi trường nổi tiếng khác là Đại học Mahidol và Đại học Công nghệ Sydney, Úc. Cho đến khi tốt nghiệp thạc sĩ, Thanat Thananichilikun đã từ giã vai trò MC màn ảnh để trở thành một giám đốc điều hành đằng sau hậu trường, đồng thời nắm giữ các vị trí ở nhiều công ty khác nhau. Trong quá khứ, Thanat Thananichilikun đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình ở mọi vai trò, đồng thời nhận được nhiều giải thưởng danh giá như Giải thưởng Thép Thông 2013 dành cho tổ chức xuất sắc cho công ty trách nhiệm hữu hạn F do Hiệp hội Phát thanh và Truyền hình Thái Lan tổ chức dưới sự bảo trợ của Hoàng gia. Bằng khen về công tác phòng chống ma túy xuất sắc từ Thủ tướng Chính phủ cho công ty trách nhiệm hữu hạn Cartoon Club Media từ Văn phòng Ban Kiểm soát Phòng chống ma túy, Bộ Tư pháp năm 2013.